ba quá thì nó lại to. Nó bình động đấy nha. Dùng bình yên. Kêu mẹ chó đi, kêu bố chó đi à? Em đi mượn xe kìa. Ừ. Phiên mượn xe kìa. Chìa khóa đấy được à? Mùi này đau đi nữa. Ra thơm rồi đấy. Đây này, nó mở cái này nó mở to rồi. Đấy. À cái nút đấy gì? Nãy nó mở mỗi cái này à. Thì nó sẽ tiết kiệm được hơn. Cho bé xuống đi. Xuống nữa đi. À một tẹo thôi. Bây giờ có đông người nhưng mà to rồi. Người thì tí nó ám hết rồi em. Xoa cái đấy xoa vào người nó cũng thơm. Đắp cái này 5 mấy vậy? 5 7 nghìn á. Mua siêu thị à? Ngoan đi tí nữa anh cho đi chơi. Thank you.